Thưa quý vị và các bạn, trong nền mỹ thuật cách mạng hiện đại Việt Nam, hưng yên chúng ta tự hào có danh họa Tô Ngọc Vân, một nghệ sĩ với nhiều tác phẩm nổi tiếng, một người thầy giáo đã có công tổ chức, lãnh đạo và giảng dạy nhiều thế hệ họa sĩ, từ thời là trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương đến trường mỹ thuật kháng chiến. Ông còn là một chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận văn hóa nghệ thuật Việt Nam và là tấm gương sáng của các thế hệ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam. Tên tuổi của danh họa Tô Ngọc Vân không chỉ những người trong giới nghệ thuật trân trọng mà còn được đông đảo nhân dân trong cả nước ngưỡng mộ. Bên dòng sông Nghĩa Trụ hiền hòa này là vùng đất đã đi vào thơ ca mà ai ai cũng biết đến. Ai về đồng tỉnh Xuân Cầu, đồng tỉnh gánh lá Xuân Cầu nhuộm thâm. Nơi đây có truyền thống văn hiến lâu đời, nơi sản sinh và nuôi dưỡng nhiều nhân tài đất Việt. Cùng với những tên tuổi của các nhà hoạt động cách mạng như Tô Hiệu, Lê Văn Lương thì Nghĩa Trụ còn có các văn nghệ sĩ nổi tiếng như nhà văn Nguyễn Công Hoan và điển hình cho giới hội họa có họa sĩ Tô Ngọc Vân. Ông được đánh giá là một họa sĩ nổi tiếng, tiêu biểu của nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm giá trị, góp phần xây dựng nền móng cho nghệ thuật nước nhà, vừa dân tộc vừa hiện đại. Từ mảnh đất sinh ra danh họa Tô Ngọc Vân, nhóm làm chương trình đã có hành trình lên đất Thăng Long, Hà Nội, nơi mà nhiều nhân tài của đất Hưng Yên sinh sống và tỏa sáng. Những người con của danh họa Tô Ngọc Vân bây giờ phần lớn là các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên trong các trường đại học. Cha tôi thì là người làm việc rất là chăm chỉ. Không mấy khi ông ra khỏi cái phòng riêng, phòng vẽ tranh của ông cả. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là ông không chăm sóc các con. Tôi là lớn mà. Cho nên là được sự quan tâm cũng rất là rõ ràng. Và theo cái nguyện vọng của ông Vân thì tôi phải là trở thành họa sĩ, bởi vì con trưởng mà. Con trưởng mà nối lên nối dõi với bố thì là tốt nhất. Thế nhưng khổ một cái là tôi vẽ tồi quá. Anh nghe là cuối cùng thì chắc là bố tôi cũng buồn lắm. Ông nói là thôi, trong nghệ thuật ấy, mà không có năng khiếu thì đúng là không nên đứng vào đấy làm chặt chỗ của người khác. Cái câu ấy đối với tôi thì nó không chỉ là chuyện vẽ, mà nó gần như là một thứ kim chỉ nam để hướng cả cái cuộc đời tôi vào. Bởi vì từ đấy tôi không làm cái gì mà không phải là năng gọi là sở trường nào. Mình làm thế phiền người khác. Mà như thế thì rõ ràng là mình trước hết mình phải tự xét mình. Đừng bao giờ thấy người ta vẽ được cũng cứ cho là mình vẽ được. Thế thì cái đó là coi như một cái lời dặn mà hướng tôi suốt cả cuộc đời. Danh họa Tô Ngọc Vân sinh ngày 15 tháng 12 năm 1906 và hy sinh ngày 17 tháng 6 năm 1954 trên đèo Lũng Lô. Với những công hiến đặc biệt xuất sắc, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã nhận được nhiều vinh dự nghệ thuật. Giải thưởng Hồ Chí Minh mà Đảng và Nhà nước trao tặng là sự khẳng định tài năng, phong cách nghệ thuật độc đáo và những tác phẩm xuất sắc của ông, những công hiến với mỹ thuật đương đại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, danh họa Tô Ngọc Vân đã để lại cho nền mỹ thuật Việt Nam nhiều tác phẩm nổi tiếng ở hai thể loại tranh sơn mài, tranh sơn dầu và đặc biệt là những bức ký họa trên những cung đường chiến trận mà ông đã đi qua. Những tác phẩm của ông đã phản ánh rất sinh động đời sống kháng chiến của toàn dân tộc và thể hiện ấn tượng vẻ đẹp hào hoa của người phụ nữ Hà Thành. Hiện nay thì Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn trưng bày rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá nghệ thuật của đường nét và màu sắc trong tranh Tô Ngọc Vân. Họa sĩ Tô Ngọc Vân là một trong số ít tài năng hội họa hàng đầu của mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Những năm 1925-1945, khi tiếp xúc với hội họa Pháp qua những kiến thức tại trường mỹ thuật Đông Dương
Với tài năng và lòng ham mê nghệ thuật, thế hệ của ông đã tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật châu Âu, đặc biệt là nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu, tạo nên những tác phẩm mang cái đẹp đầy cảm hứng của người nghệ sĩ trước đời sống hiện đại. Những tác phẩm của ông như Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen, Hai thiếu nữ và em bé tiêu biểu cho hội họa sơn dầu Việt Nam bởi cảnh sắc, con người và đặc biệt là màu sắc chói lọi mà dịu dàng như một ấn tượng về những ký ức của cuộc đời. Tô Ngọc Vân cho ta ngắm một nghệ thuật lưu loát và chắc chắn của một nghệ sĩ thông minh, già dặn. Những tranh phong cảnh, thuyền trên sông Hương, dưới bóng nắng là những tác phẩm với bút pháp tự nhiên, táo bạo, đầy cảm xúc về màu sắc, ánh sáng và không khí. Đó là cách nhìn, là những cảm xúc mới mẻ, trẻ trung và thi vị, tạo nên danh tiếng của người họa sĩ tài năng và được công chúng nghệ thuật ái mộ, người nghệ sĩ của tình yêu cái đẹp muôn thuở. Họa sĩ Tô Ngọc Vân còn là một nhân cách nghệ thuật lớn. Với tình yêu cái đẹp, say mê màu sắc và giá trị thẩm mỹ dân tộc, ông đã đến với nghệ thuật cách mạng như một lẽ sống để thực hiện ước mơ xây dựng một nền hội họa Việt Nam có tính dân tộc, phản ứng lại sự lan tràn của hội họa Pháp sang ta và để dành một địa vị mỹ thuật trọng yếu cho dân tộc trên thế giới. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, ông đã được trao trọng trách hiệu trưởng trường cao đẳng mỹ thuật. Nhưng cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ đã khiến cho thầy và trò trường cao đẳng mỹ thuật xếp bước nghiêng lên đường kháng chiến. Thực tiễn của đời sống kháng chiến với những tác phẩm về những sinh hoạt trên đường hành quân, bình dân học vụ, tăng gia sản xuất, đến những bà bủ, cô dân quân, anh bộ đội đã mang đến cho ông ngọn lửa sống hồn nhiên, mộc mạc mà rất đằm thắm ân tình. Vui cái vui của thiên hạ, lo nỗi lo của thiên hạ. Dưới tán lá rừng Đại Ngàn, người nghệ sĩ của cái đẹp đã trở thành trưởng đoàn văn hóa kháng chiến, tổ chức lại trường mỹ thuật. Khóa học kháng chiến khai giảng ở Đại Từ, Thái Nguyên do họa sĩ Tô Ngọc Vân làm hiệu trưởng. Là người nhạy cảm với những ước vọng của thời đại, năm 1946, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được Hội Văn hóa Cứu Quốc giới thiệu đến Bắc Bộ Phủ cùng với họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung và nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim để sáng tác những tác phẩm về Bác Hồ trong những ngày đầu cách mạng. Ba nghệ sĩ tạo hình đầu tiên được vào gặp Bác Hồ và vẽ Bác Hồ năm 46 ấy, đó là ông Tô Ngọc Vân, bà Nguyễn Thị Kim và ông Nguyễn Đỗ Cung, là những cái người đầu tiên mà được Bác Hồ, và sau này ông ấy có bức tranh sơn dầu và khắc gỗ là Bác Hồ làm việc Bắc Bộ Phủ ấy, cũng là những cái bức tranh mà nổi tiếng. Trong kháng chiến chống Pháp thì ông bắt đầu ông mới có một cái chuyển biến về mặt tư tưởng, qua cái việc mà sống cùng với dân, sống cùng với kháng chiến, sống cho một cái lý tưởng là giải phóng đất nước, giải phóng khỏi ách nô lệ, thì ông chuyển. Và có lẽ thời kỳ chống Pháp thì ông có một số bức tranh không nhiều, là vì thời kỳ rất khó khăn, cho nên là ông giảng dạy rồi ông làm tranh, trong đó có những bức sơn mài mà bây giờ cũng chưa hẳn là đã xong, giống như Quần quân dân hay là Chạy giặc trong rừng. Thế rồi đặc biệt là cái loạt ký họa của ông về quân đội và thời kỳ cải cách ruộng đất. Chính cái loạt ký họa của ông trong thời kỳ quân đội và cải cách ruộng đất ấy, thì triển lãm Mỹ thuật Tổ quốc năm 54 ấy, là toàn bộ ký họa ấy, ông đã được một cái giải thưởng gọi là đặc biệt. Giải thưởng nó ngoài cái giải thưởng, nó lớn. Thì họa sĩ Tô Ngọc Vân thì về mặt tài năng, về mặt tác phẩm thì chúng ta có thể nói là một trong những họa sĩ hàng đầu của Việt Nam rồi. Nhưng mà ở góc độ là người thầy đấy, thì ông cũng là một trong những người thầy đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ tài năng. Từ cái trường mỹ thuật khi mới thành lập năm 46, sau đó là trường mỹ thuật kháng chiến năm 50. Đối với cuộc kháng chiến, trong công việc bề bộn, ông vẫn có những sáng tác mới thể hiện đời sống con người kháng chiến. Ông phát hiện ở chất liệu sơn mài như sự cải sinh cho mình để đi tới niềm tin. Sơn mài có sắc phẩm, có phẩm chất, đủ năng lực để làm tan các mâu thuẫn giữa hình, sắc, chất, mâu thuẫn đó từ non một thế kỷ. Sơn mài, một ngành hội họa mới do tay người Việt Nam dựng lên, đã đem lại cho thế giới hội họa sự điều hòa hình, sắc, chất đang mong đợi. Thâm nhập vào đời sống kháng chiến, lấy những con người bình dị, nông dân, công nhân, dân công, bộ đội làm đối tượng nghệ thuật, những ký họa và trực họa về cuộc kháng chiến của Tô Ngọc Vân như những ánh lửa lấp lánh của niềm vui.
ông đã phát hiện cái đẹp tỏa sáng từ những con người bình thường, hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhắc đến họa sĩ Tô Ngọc Vân, không thể không nhắc đến những tác phẩm diễn tả vẻ đẹp duyên dáng của người Việt Nam, mà tiêu biểu là chân dung thiếu nữ. Kiệt tác Thiếu nữ bên Hoa Huệ được Tô Ngọc Vân sáng tác vào năm 1943 khi ông đang giảng dạy tại trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Thiếu nữ bên Hoa Huệ mô tả cảnh một thiếu nữ mặc áo dài trắng đang nghiêng đầu một cách đầy duyên dáng, khơi gợi về phía lọ hoa huệ trắng. Hình dáng cô gái kết hợp với những chi tiết và màu sắc xung quanh tạo thành một hình khối giản dị, toát lên một nét buồn dịu nhẹ. Với bố cục chặt chẽ, hoàn hảo, cách sử dụng màu điêu luyện, Thiếu nữ bên Hoa Huệ đã thể hiện được cái mềm mại, gợi cảm ở đường cong trên đùi thiếu nữ, và nhất là cách dùng dao gạt bớt lớp sơn phía trên để lộ ra lớp sơn hồng bên dưới, tạo nên sắc ửng hồng trên má thiếu nữ. Nói đến họa sĩ Tô Ngọc Vân thì có lẽ là ai cũng biết cái bức tranh Thiếu nữ bên Hoa Huệ là một cái bức tranh sơn dầu mà ông vẽ từ thời trước cách mạng cả. Thế rồi, rồi những bức tranh khác như là bên sông Hương chẳng hạn, hay là bức tranh là hai cô gái với em bé, hai cô gái với hoa phù dung. Thế rồi bức tranh bên hoa sen, một con gái. Có thể nói là trước ngày mạnh tháng 8 thì họa sĩ Tô Ngọc Vân là người vẽ rất nhiều về phụ nữ, vẽ rất là đẹp. Và ông cũng tự nhận mình là ái mỹ, có nghĩa là người yêu cái đẹp, là một thời là đi theo cái xu hướng là nghệ thuật vị nghệ thuật, lấy cái đẹp lên hàng đầu. Tiếc thay, cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Tô Ngọc Vân quá ngắn ngủi, ông đã hy sinh khi tài năng đang tỏa sáng. Trên biểu đồ của mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân là người đặt nền móng đầu tiên và có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển. Tô Ngọc Vân là hình ảnh của một nghệ sĩ tự tìm cho mình một đường đi đến nghệ thuật chân chính. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Tạp chí Văn hóa hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.